hai bên chiến chào tất cả các bác nha. Nay là hàng vừa về trong đêm nay luôn, ngày tối chủ nhật thì chắc các bác cũng đang rảnh, thì các bác có thể cùng em đi vào mình xem và ngắm những vị điệp, những sản phẩm mới về. Tối cái ngày tối này về được rất là nhiều con ly khủng nha các bác. Khủng không phải là khủng đắt tiền mấy chục triệu hay là hàng trăm, nhưng mà nó chỉ mười mấy, hai mấy thôi chị nha. Và mic thì em đã báo video trước rồi, và trong này rất là nhiều hàng độc cho các bác nha. Và cũng cảm ơn các bác đã đăng ký kênh và để theo dõi cũng như là đã ủng hộ em bấy thời gian vừa rồi đến và đến đây. Thì Covid cũng đã tạm ổn rồi, thì hàng sẽ về để phục vụ các bác và lưu chuyển cho các bác những sản phẩm âm ly đẹp. Đợt này về, tối nay về là có một con súp mà Barigim nha các bác, bát 25 nha. Con này rất đẹp, rất mới, e căng zin chưa bông luôn nha, chưa khui e căng nha. Đặc biệt dòng này là e căng. Đấy, em giới thiệu con này trước. Đấy, các bác thấy e căng này. Chưa bông luôn nha. Đấy. Bát 25 nha các bác. Thùng đen rất là đẹp. Con này giá 8.500.000 cho bác nào nhanh tay bắt đánh trước nha các bác. Đấy. Con này thì điện 120V. Baragim. Model là BDR10, còn 10 nghĩa là 2 bát 25 á, 10 nghĩa là 10 inch các bác, 25. Hay là những volume. 200W, 200W với một con súp xịn là 200W là các bác chơi tê tái rồi đó. 120V nha các bác. Baragim mới tin. Các bác thấy góc cạnh này rất là đẹp nha. Súp đánh trước nha các bác, một lỗ thông hơi phía sau. Con này 8.500.000, hàng sưu tầm cho các bác, e canh chưa bung, mới về luôn. Vân gỗ rất là đẹp, 8.500.000 nha. Logo Baragim trước này. Và đây là những con Mixua Beta 58A, 9.000.000 một bộ nha các bác. Rồi. Này có một cặp loa độc nhất vô nhị Việt Nam, không biết có được mấy cặp. Cặp loa JBL 4310 Catron Monitor, dòng loa full của Anico, cấu hình như L100 Canary thẳng hàng nha các bác. Cặp loa này giá 30 triệu, hàng sưu tầm cho các bác nha, cực đẹp. Việt Nam không biết có mấy đôi đâu. Các bác nào thích chơi hàng độc và sở hữu cấu hình full Anico nha các bác, full Anico. Đấy, khi nó lép e canh vào đây Funanico. Nói chung là cấu hình nó y chang L100 Canterbury thẳng hàng nha các bác. L100 thẳng hàng đấy. Và giá rất là tốt, nghi hay hơn L100 chéo nha. Và rất là hiếm, Việt Nam không có, chưa chắc gì đó, để đếm trên đầu ngón tay thôi nha. 4310 dòng Catron Monitor. Đây. Funanico các bác thấy này. Đấy. Nó sử dụng của L100 thẳng hàng hết nha các bác. Bass, mid, jet. Đấy. Hai vi tinh chỉnh mic và chép. Đặc biệt dòng này là mạch xanh rất là đẹp nha, mạch xanh rất đẹp, giá là 30 triệu nha bác, thùng gỗ lạng. Và đây là con Agufy 303X nha các bác, mới tin, còn Catolo luôn, bỏ gỗ zin. Thôi thay vào gỗ nhìn rất là đã không. Con này giá 42 triệu nha các bác, bỏ gỗ xét liếm nha. 303 gỗ X nha các bác, con X nha, 303X, còn đánh hai cầu loa AB hay A-B. Này, đây là cổng tín hiệu đầu vào, chúng ta chọn volume, bass chép. Đặc biệt những dòng này thì quánh ribe tăng no, những dòng loa khủng nha các bác. Tại vì vẫn dễ ghép lắm, nó trang bị loa net 3 cấp độ. Nếu các bác bị cấp độ 3 thì bass đánh rất là dữ, nhưng mà anh em thường nghe là để cấp độ 1 là phê rồi. Dòng Agufy thì những dòng chạy sò sắc này tiếng rất là hay, mạnh mẽ. 303X nha các bác, mới can nha, bằng gold. Full phụ kiện Catolo, một gỗ zin nha, hàng sưu tầm. 42 triệu, cặp loa 4310. Cũng hàng sưu tầm, Việt Nam chết đếm trên đầu ngón tay, Việt Nam chắc có được 1-2 cặp. Và đây là con BM4 huyền thoại của Marang, ở phân khúc trên 10 triệu, con này giá 12 triệu nha các bác. Vừa rồi em về được hai con và đã lên đường rồi. Con này vừa về tiếp. 12 triệu nha các bác. Chuyên trị dòng loa JBL, loa châu Âu, Bassel. Đấy, chạy mặt class A đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B. Trở kháng là 4-16 ohm.
mặt cờ A tiếng rất là ngọt ngào. WDB rất là hay, WDB thì các bác chơi bát $30 nha, 12 triệu mà chất lượng tuyệt vời, nghi rất là ngọt, đánh 4312 những dòng 412 AB của anh thoải mái nha, hoặc là chơi những dòng robot sale của BVK nha các bác, nghi trong phòng rất là tuyệt vời. Đây là những con Pioneer và em về được một con xanh xui 2000A, còn sơ đồ luôn nha, 2000A. Con này xuất âm tụ chè sò sét, là một trong những dòng âm ly receiver nổi tiếng của hãng Sansui. 2000A nha các bác, đẹp khen. Con này quánh lo cổ hết bài, xuất âm tụ. Con này giá 10 triệu nha các bác. 2000A là đàn em của hàng X, rất là đẹp nha các bác. Các bác thấy góc cạnh này. Đấy, đấy, nấm nút nha các bác, nhìn thoải mái, ngắm thoải mái luôn. Giá con này 10 triệu nha các bác. Con này về có sơ đồ để các bác ngắm chơi, gọi là hướng dẫn đấy. Và đi đến là hai con Pioneer, đàn anh hết số là EDIC 1010. Đàn anh hết số 1010, con này là công suất chạy là 400W và công suất mát là 640W. Ngoài là khủng long bảo chúa, trang bị là 3 cầu loa A, B, C hoặc A kèm B. Chỉnh bát chép đặc trưng những dòng này là có tích hợp mạch Dolby NR để các bác kết nối vào đường tín hiệu nào đường này, chơi âu nhạc mạng hoặc chơi nhạc điện thoại laptop rất là hay nha. Những dòng này trang bị được cái cổng đó, đặc trưng của những dòng 838, 939, 1010 là lực đánh mạnh, bát chắc nịch, chuyên trị dòng loa bát lớn, sánh sạc Queen Vega, những dòng loa màng carbon bát $40 nha. 1010 thì quá nổi tiếng rồi nha các bác, con này giá 20 nha, rất đẹp. Giá là 20 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, 1010. Và đi đến đàn im của nó là EDIC 838, có kết cấu và cũng như là mặt tiền khá giống, nhưng mà nó được lược bỏ những cái tính năng, nhưng vẫn còn adapter Dolby NR nha, vẫn còn cái cổng này cho chúng ta sử dụng nè, rất là ngon. Con này giá là 13.500.000, vẫn giá cũ cho các bác nha. Máy tiền về rất đẹp, mời các bác cùng ngắm. Pioneer EDIC 838 13.500.000, EDIC 1010 hết số, con này 20 triệu và một con Kenwood khủng long, con này nặng lắm nha các bác, sờ 4 đồng hồ vu. Con này dạng gọi là trâu sắt luôn, nặng kinh khủng, 400W nha. Kenwood KR 9340. Rất mới nha các bác, 9340. 400W, 4 đồng hồ vu và 2 đồng hồ, tổng là 6 cái đồng hồ lận. Màn hình cực đẹp. Đây các bác thấy nấm nút nè, mới tinh luôn nha. Hãy sáng tròn, lé chắc bãi về hết cho các bác đấy. Chỉ cần các bác nhìn nấm nút thôi. Và mặt của nó nè, sáng, đẹp, tinh tế và chi tiết, rất là rõ ràng. Đấy, em luôn đưa những sản phẩm đúng chắc về cho các bác cùng chơi. Con này giá 15 triệu nha các bác, giá hợp lý nè, con này giá rất hợp lý, khỏe, hay trưng bày đẹp, 15 triệu nha, mới keo, xài đẹp lắm. Rồi con Kenwood 9340 khủng long, trang bị là 6 đồng hồ vu. Mời các bác ngắm phía xa mới nhìn vào. Nó to hơn cả Pioneer luôn nha. 15, EDIC 1010-20, EDIC 838-13-5, Sansui 2000A 10 triệu, Marang Isotech BM4 con này 12, Sub Paragim BB10, con này 8.5 triệu. Cặp loa 4310 hàng siêu tầm Funanico giá 30, Akofai E303X 42. Rồi bác nào có nhu cầu về những sản phẩm nào thì liên hệ cho em. Các bác nào chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất. Và buổi tối em sẽ thường là test những bài bản nhạc với những con âm ly cổ để các bác cùng trải nghiệm những bản ca nhạc vàng, nhạc bolero. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em chiến qua hai số điện thoại này, là kết bạn Zalo qua 0965 này 77027 nha. Zalo này còn, Zalo này cũng có nhưng mà đầy rồi, kết bạn không được. Các bác kết bạn qua hai số này, cái số này cho em nha. Rồi em chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Hai cặp robot kia em bán rồi nha, hai cặp lo tai để phục vụ karaoke. Nhiều bác thấy em để đây vẫn hỏi, tại do các bác đặt rồi nhưng mà các bác chưa yêu cầu chuyển.